Chị thấy là da nó bóng ngược mà nó căng hơn, nó có độ ẩm nhiều hơn. Tuy nhiên là chị thấy là đúng là những cái vùng da mà nó không đều màu quá nó được cải thiện rất là hiệu quả, rất là rõ rệt ha. Dạ. Trong cái vùng ở cái bọng mắt ở dưới thì nó cũng xóa được nhiều. Mình cảm nhận như thế nào sau trong cái quá trình mình điều trị vậy ạ? Chị thấy thực ra sau 3 lần chị điều trị nano collagen thì chị thấy cái làn da chị đã thay đổi rất là nhiều rồi. Trước đây thì cái làn da của Xuân Lan là một làn da rất là nhạy cảm và mình rất là khó khăn để tìm cho mình một cái liệu trình thích hợp để chăm sóc da. Đến khi mà mình nghe nói về cái nano collagen ở bên thẩm mỹ viện của chị Thanh Mai, BB Beauty Thanh Mai, thì Xuân Lan rất là cân nhắc để Xuân Lan đến đây, nhưng được các bác sĩ tư vấn rất là tận tình và được thử từng chút một để phản ứng về da, thì đến ngày hôm nay thì sau liệu trình thứ ba thì Xuân Lan đã thấy là mình đã có một cái làn da khỏe từ bên trong, nó mượt hơn, nó có đầy đủ dưỡng chất và những cái collagen được tiêm vào để giúp tăng sinh collagen, cũng như là các cái vùng mặt là được tiêm các vitamin vô để khắc phục từng cái vùng da ở những cái điểm da sáng tối cái màu khác nhau. Thì đây là một cái liệu trình rất là hợp lý và bật mí luôn cho mọi người, đây là một cái liệu trình có cái giá rất là vừa phải để cho tất cả mọi người có thể đến đây chăm sóc làn da đẹp khỏe từ bên trong và giữ cho mình cái tuổi thanh xuân, cũng như là giữ cho mình một cái sắc đẹp lâu dài. Và có đó cũng là mong muốn của tất cả những người yêu cái đẹp, phải không ạ? Chúc cho mọi người luôn luôn sẽ có những cái giải pháp, và hãy yên tâm, BB Beauty Thanh Mai sẽ giúp cho mọi người cảm thấy tự tin hơn và yên tâm hơn rất là nhiều khi được chăm sóc da tại đây. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Mình cảm giác như nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Cũng rất là bất ngờ, da mình nó cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á.